Minecraft, nhưng tất cả block đều rơi ra vật phẩm ngẫu nhiên phần 2. Sau khi mà có sắt á thì mình chế tạo một cái cúp sắt rồi mình đi xuống dưới hang mình đi tìm luôn, chứ trên mình đào bấy sấy rồi mà không có cục kim cương nào hết mọi người ơi. Cứ tưởng là tìm được cục kim cương, đào ra kim cương rồi, nhưng mà không, ra cục đá. Mọi người nghe tiếng khóc của mình là mọi người cũng biết mình bất lực cỡ nào rồi đúng không? Cứ tưởng là cả cuộc đời mình không tìm được cục kim cương trong thế giới này rồi, nhưng mà đồ kim cương. Có thấy rồi đó, có cái niềm hy vọng rồi đó, nên là mình quyết định là mình đi đào thêm mấy cái đầu người chơi nữa, xong rồi mình đứng mình đập. Trời ơi đồ ngon, có kênh Netherite nữa, đỉnh vậy. Ôi đồ kim cương, sửa chữa luôn, lẫm. Mà sao đồ toàn là lời nguyền không à? Ê, cục kim cương, đây rồi. Cuối cùng cũng xong.